Chào cả nhà, mọi người thích cái màu trắng em đang dùng không? Mọi người thấy nó gần như see-through không? Thấy cái hồng hồng của cái phao tay khách luôn đó. Tại vì nó nhạt lắm mọi người. Trong tiệm em có 4 loại màu trắng khác nhau. Mà từ một cái hũ bột trắng mà em pha ra 3 cái màu trắng khác nhau. Nữa là tổng cộng 4 màu. Thứ nhất là trắng tinh mình mua ở supply về một hũ bự. Cái màu trắng đó là đắp. Pink and white á mọi người. Đó, một màu ha. Màu trắng thứ hai á, là để đắp ombre. Màu trắng đắp ombre á, thì nó nhạt đi một chút xíu. Là em lấy một phần trắng, 3 phần bột clear em pha vô. Màu trắng thứ ba là màu trắng nhạt, gọi là milky white á, là tôi đắp xong bỏ top coat đi về, hoặc là bỏ chrome lên đi về. Đó là em pha 1 phần trắng, 5 phần clear. Rồi, màu trắng thứ tư đó là cái màu em đang dùng này. Là cái màu này là khi mà mình làm base color mọi người. Mình đắp cái màu này lên rồi mình vẽ lên. Mình vẽ trắng lên cũng được nữa. Hoặc là vẽ bông, vẽ hoa, vẽ lá gì lên. Giống một cái màu base color bình thường thôi. Cái màu này thì em pha là 1 phần trắng, 8 phần clear. Đó, thì tổng cộng là 4 màu trắng khác nhau. Nhưng mà từ một cái màu trắng đầu tiên đó là trắng tinh thôi.